Bạn chuẩn bị xem bị kẹt lại tân thủ môn lấy nữ ma đầu tập 655. Kỳ thật, danh tư thần cũng không biết mình vì sao sau cùng có thể thành công luân hồi chuyển thế. Tại chống cự ngũ tộc liên minh xâm chiếm, thu hộ thiên cung một trận chiến bên trong, khi nàng biết được ngũ tộc liên minh muốn đem nàng phong ẩn lúc thức dậy, nàng từng nỗ lực đem chính mình giết chết. Bởi vì nàng biết dựa theo nàng sáng tạo bộ kia bất hủ luân hồi lý luận, nguyên thân của nàng đã luyện thì bất hủ chỉ cần nàng thân thể một chết tương lai ngày nào nàng liền sẽ lấy thân phận mới mới thân thể trọng quy nhân gian như thế nàng liền có thể đào thoát bị phong ấn vận mệnh có thể sau cùng nàng cái này nếm thử thất bại nàng không thể thành công hoàn thành hành động tự sát bị triệt để phong ấn lên dù sao nàng là bất hủ giả thân phận cái kia ngũ tộc người cũng là biết đến cho nên sẽ không nhìn lấy nàng tự sát thành công nhưng hôm nay nàng lại là không hiểu thành công luân hồi chuyển thế trở thành một thế này tần huyền khê theo như cái này thì cuối cùng vẫn là có người giết ở vào trong phong ẩn nàng nhưng đến cùng là người phương nào bởi vì mục đích gì sử dụng loại phương pháp nào đem nàng một đời trước cho giết doanh tư thần không được biết hiện tại doanh tư thần mặc dù là thành công thức tỉnh nhưng nếu là bị địch nhân của nàng biết nàng đã chuyển thế thành tần huyền khê tin tức chỉ sợ sẽ không buông tha nàng mà bộ thân thể này tu vi trước mắt cũng chỉ có thái cổ vô thượng long cực cảnh xa còn không có đạt tới giới này đỉnh phong tu vi khó có thể đối phó danh tư thần địch nhân ở đây lo lắng phía dưới danh tư thần mới nghi đến muốn trước tiếp tục lấy một thế này tần huyền khê thân phận sống sót mà tần huyền khê tự nhiên cũng là không muốn để người ta biết nàng cái này đại uyên hoàng đế thể nội thế mà còn có một cái khác thần thức nên nàng cùng danh tư thần rất tự nhiên chính là đạt thành trung nhận thức muốn trước dấu diếm chính mình là bất hủ giả sự tình tống duyên gặp danh tư thần ngây người trong chốc lát chính là đoán được lúc này không chế nàng thánh chủ thân thể tất nhiên không phải thánh chủ bản tôn mà chính là thân thể này cái thứ hai thần thức cũng chính là cái kia chân chính bất hủ giả nàng tuy nhiên trong lòng đã đoán được cái này một điểm nhưng đương nhiên sẽ không đem những này đem ra công khai lúc này chỉ thấy tần huyền khê ngầm đầu mỉm cười nhìn về phía tống duyên nói cảm ơn quan tâm trong cơ thể ta hỗn huyền sát khí đã bị triệt để hàng đi ra đã không quá mức trở ngại nhưng rất nhanh trong đầu của nàng chính là xuất hiện tần huyền khê thanh âm ngươi vì sao muốn nói cảm ơn nhớ kỹ Ngươi bây giờ là thiên hạ trung chủ đại uyên hoàng đế, ngươi không cần cùng bất luận kẻ nào nói cảm ơn, còn có không nên tùy tiện đối với người triển lộ nụ cười của ngươi, muốn cười cũng chỉ có thể là cười lạnh chế. Diêu, khinh thường cười, ta không tán đồng ngươi. Danh tư thần cùng tần huyền khê thần thức đối thoại nói, hoàng đế cũng có thể là nhân tử, thân dân, chưa hẳn tổng là dáng vẻ cao cao tại thượng. Bất quá, ta tôn trọng cái nhìn của ngươi, dù sao một thế này thân thể đầu tiên là thuộc về ngươi, cho nên ngươi nói làm thế nào, ta liền làm thế nào đi. Danh tư thần cùng Tần Huyền Khê bản tính tranh lệch rất lớn, để danh tư thần đến giả trang Tần Huyền Khê thân phận, tự nhiên là có không nhỏ độ khó khăn. Lúc này, ta thừa tướng cổ mộng hàm cùng Tần Huyền Khê nói ra, bệ hạ không ngại, chính là thiên hữu ta đại uyên. Hữu thừa tướng vô tư tình gấp nói tiếp, bệ hạ lúc này hữu kinh vô hiểm ngoại trừ là thiên hữu đại uyên bệ hạ phúc phận thâm hậu bên ngoài tống diệp vị này nghĩa sĩ kịp lúc cầu già cũng không thể bỏ qua công lao vô tư tình nói nhìn thoáng qua đứng ở một bên tống diệp đương nhiên nàng như vậy cố ý tại tân huyền khê trước mặt cho tống diệp tranh công cũng là có mục đích tân huyền khê không có lúc tỉnh vô tư tình cùng cổ mộng hàm hai người liền đã hưng tống duyên tìm hiểu tống diệp lai lịch tống duyên tự nhiên cũng không có cùng các nàng nói quá nhiều tống diệp sự tình chỉ bất quà nói nàng cùng Tống Diệp bất quá chỉ có chút ít vài lần duyên phận, lẫn nhau không có gì giao tình cùng lui tới, đến mức Tống Diệp cùng Hoàng đế ở giữa phải chăng có cái gì giao tình, nàng lên biểu thị là hoàn toàn không biết. Lúc này, một bên cổ mộng hàm cũng lập tức phụ họa nói, Tống Diệp cứu giá chi công bệ hạ đến trọng thưởng, lấy chiêu thiên ân, là nên thưởng. Danh tư thần nhẹ gật đầu, lập tức nàng nhìn về phía Tống Diệp cười nói, Tống Diệp, ngươi muốn ta thưởng ngươi cái gì à? Tân Huyền khê đối nhắc nhở của nàng tựa hồ vô dụng, nàng xem thấy Tống Diệp, không khỏi lại lộ ra mười phần nụ cười sán lạn tới tống diệp nhìn đến tần huyền khê lộ ra nụ cười như thế cũng là một chút sửng sốt một chút lập tức lạnh nhạt nói ra ta cái gì đều không cần ngươi vừa mới có phải hay không lại đối hắn cười tần huyền khê thần thức lập tức chất vấn danh tư thần nói ra tội như là danh tư thần ngượng ngùng nói muốn không ngươi vẫn là dùng pháp lực ngưng một cái mặt nạ đeo lên đi tần huyền khê có chút bất đắc dĩ nói tuy nhiên nàng tại hôn mê lúc mặt nạ tổn hại đã là lộ chân tướng giống như cũng không có lại mang mặt nạ tất yếu nhưng nàng cảm thấy tại danh tư thần thần thân thức sử dụng thân thể nàng trong lúc đó còn tiếp tục đeo lên mặt nạ cho thỏa đáng tốt ta à? danh tư thần nói chính là đưa tay hư đặt ở trên mặt mình lập tức tại trên mặt mình ngưng đã luyện thành một tấm bạch hồ mặt nạ danh tư thần chưa thấy qua tần huyền khê ngày bình thường thường mang tử sát mặt nạ cho nên liền dựa theo sở thích của mình đeo trưng bạch cáo mặt nạ dù sao là mặt nạ là được rồi lúc này trong điện người nhìn đến tần huyền khê đột nhiên đổi trương tân mặt nạ lúc Đeo cảm giác có trước ngoài ý muốn, nhưng cũng không dám đối với cái này có chỗ đưa từ. Tống Diệp, ngươi của nhiên là cái gì cũng không cần sao. Danh tư thần đeo lên sau mặt nạ lại lần nữa hỏi. Lúc này không đợi Tống Diệp trả lời, tạ thừa cổ mộng hàm chính là lập tức đề nghị. Bệ hạ, không bằng thì thưởng hắn một cái tước vị cùng quan chức đi. Thần tán thành. Hứa thừa vu tư tình cũng lập tức nói, bọn hắn hai người chưa có tại một việc lên đều cầm nhất trí quan điểm, lộ vẻ vừa ở ngoài điện lúc, chính là tự mình đã đạt thành một cái chung nhận thức. Kỳ thật, bọn hắn hai người đây là muốn dùng đại uyên quan chức cùng quan vị đến trói chặt tống diệp hôm nay gia cát dương trở tiên môn phản tặc xuất hiện cung tần huyền khê gặp nạn để bọn hắn hai vị này thừa tướng cùng một đám đại uyên quyền quý đều cảm nhận được nguy cơ rất lớn cùng nguy hiếp bọn hắn bản thân lợi ích thậm chí này tính mạnh đều là cùng đại uyên triều vận mệnh cùng một nhịp thở bọn hắn rõ ràng nếu là tần huyền khê bị giết đại uyên triều đổ môi hở răng lạnh bọn hắn những người này tự cũng sẽ không có kết cục tốt mà ra các dương trở tiên môn phản tá khẳng định sẽ còn lại lần nữa ngóc đầu trở lại cho nên bọn hắn rất là cần tống diệp lực lượng cái kia tống diệp ngươi muốn cái gì quan chức cùng tước vị đâu danh tư thần liền hướng tống diệp hỏi ta cái gì cũng không cần ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút tống diệp nói ra danh tư thần lúc này hỏi thăm tần huyền khê ý kiến muốn không nên đáp ứng hắn tần huyền khê đúng là muốn cùng tống diệp kia hai người này mới hào hào nói một chút dù sao, lần trước nàng và Tống Diệp ở giữa trò chuyện huyên náo rất không thoải mái, ngày hôm nay lại là Tống Diệp cứu được nàng một mạng, nội tâm của nàng đối Tống Diệp hổ thẹn. Nhưng hôm nay là danh tư thần thần thức đang thao túng thân thể của nàng, nàng chỉ lo lắng, danh tư thần tại truyền lời thời điểm như xuất hiện biểu đạt phía trên sai lầm, lại nháo ra khác hiểu lầm sẽ không tốt. Cho nên, nàng cùng danh tư thần nói ra, không nên đáp ứng hắn. Bạn chuẩn bị xem bị kẹt lại tân thủ môn lấy nữ ma đầu tập 656. Có điều, người muốn huyền chuyển cự tuyệt hắn yêu cầu. Tân Huyền Khe lại cường điệu nói, liên nói thân thể không thoải mái, muốn một người lại nghỉ ngơi một hồi, đến tất cả mọi người đánh phát ra ngoài, báo quát Tống Duyên, cũng để cho nàng ra ngoài. Minh Bạch, danh tư thần nói ra, lập tức, nàng chính là cùng Tống Diệp nói ra, chấm, nàng còn là lần đầu tiên như vậy tự xưng. Chậm thân thể khiếm an, còn cần một chút thời gian điều trị thân thể. Tống Diệp, ngươi nếu có cái gì lời nói muốn cùng chậm nói, vậy liền chờ chậm thân thể tốt rồi nói sau, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Lập tức nàng nhìn về phía Tống Duyên, ngươi cũng ra ngoài vâng tống duyên đứng lên nói đã hoàng đế đều mở miệng muốn đuổi người hai vị thừa tướng chính là thở dài nói bệ hạ long thể quan trọng chúng thân liền không quấy dày bệ hạ nghỉ ngơi sau đó cả đám chờ bao quát trong điện người hầu đều toàn bộ đi ra ngoài cửa lớn cho bọn hắn đều đi ra đại điện thời điểm sau lưng cửa lớn đột nhiên ầm một tiếng đóng lại lúc này bọn hắn chính là phát hiện tống diệp còn trong điện sau đó lúc này trong điện cũng chỉ thừa tống diệp cùng tần huyền khê hai người này lục nhàn tựa hồ sợ tống diệp đối sư tôn của nàng bất lợi nghi đến đầy cửa đi vào lại là phát hiện trên cửa ẩn ẩn bám vào một cổ lực lượng cường đại vô luận lục nhàn như thế nào ra sức cái này cửa đều đầy không ra nàng biết đây là tống diệp rời trò quỷ tuy nhiên trong nội tâm nàng cuống cuồng nhưng cũng có chút không thể làm gì mà lại nàng nghĩ lại tống diệp hẳn là sẽ không thương tổn sư tôn của nàng dù sao hôm nay nếu không phải tống diệp ở đây sư tôn của nàng cũng sớm đã chết rồi Tống Diệp như thế làm như vậy, đoán chừng cũng chỉ là muốn cùng sư tôn của nàng đơn độc nói một chút thôi. Tống Duyên lúc này lại là đứng tại cạnh cửa, dựng lên lộ tai, giống như muốn trộm nghe bên trong hai người trò chuyện. Dù sao, nàng hoài nghi bên trong hai người, một cái là phụ thân nàng, một cái là mẫu thân của nàng. Hai vị đại uyên thừa tướng cũng một mực tại trước cửa không đi, các nàng cũng muốn nghe lén trong điện hai người trò chuyện. Các nàng luôn cảm thấy, Tống Diệp cùng Tần Huyền Khê ở giữa giao tình không đơn giản kỳ thật các nàng hai người mười phần hy vọng tống diệp cùng tân huyền khê có thể có giao tình rất sâu nếu như là tình yêu nam nữ đó chính là tốt hơn vừa tốt hậu cung hư không tân huyền khê nếu là có thể cùng tống diệp vui kết liền cành hai người lại sinh một cái một nhi nửa nữ đó chính là vẹn toàn đôi bên vừa đến chẳng những giải quyết tương lai hoàng trữ vấn đề thứ hai về sau có tống diệp tạ trấn hoàng cung cũng không lại sợ những cái kia tiên môn phản tặc ngày sau lại đi chuyện ám sát có thể tự gối cao không lo lúc này trong điện danh tư thần nhìn đến tống diệp không có cùng bọn hắn cùng nhau ra ngoài còn tự tiện đóng cửa lại chính là hỏi tống diệp người làm sao không đi ra nhà ta vừa mới nói ta muốn cùng người thật tốt nói một chút tống diệp nói đi về phía trước mấy bước sau đó nói ta nghĩ người giúp ta tìm hai người tìm ai danh tư thần hỏi một cái là mội mội ta tống nhan một cái là chúng ta nữ nhi tống thiến tống diệp nói ra danh tư thần hai mắt bỗng nhiên trợn tròn chúng ta nữ nhi Ngươi vừa không phải cùng ta nói, ngươi cùng Tống Diệp là phổ thông bằng hữu quan hệ ạ, à, làm sao các ngươi liền nữ nhi đều có nha. Danh tư thần để ý trong nước, có chút ngoài ý muốn hướng Tần Huyền Khê hỏi, việc này nói rất dài dòng. Tần Huyền Khê nhất thời tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, cho lấy các ngươi thật sự có cái nữ nhi. Đúng, vậy các ngươi trước kia là quan hệ vợ chồng, xem như thế đi, không có người biết việc này, người cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Tần Huyền Khê nhắc nhở, vậy các ngươi hiện tại là quan hệ như thế nào? Chính ta cũng không biết, Tần Huyền Khê nói ra. Dù sao, nàng và Tống Diệp ở giữa chuyện phát sinh, dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, cắt không đứt ý còn loạn. Ta chuyện tuyên bố trước, ta có thể không giúp được các người duy trì tình cảm vợ chồng. Danh tư thần ngượng ngùng nói ra, đặc biệt là nam nữ ở giữa, phương diện kia sự tình, ta hoàn toàn không hiểu, ta sợ làm không tốt. Ta cũng không còn nói muốn người giúp ta đi cùng hắn làm chuyện này, bất quá. Tân huyền khê đột nhiên nhớ may, nàng nhờ tới trước kia tại trường Nguyên Hàn vực đoạn thời gian kia. Có lúc, loại sự tình này cũng là thần bắt do so kỷ. Lời này của ngươi là có ý gì? Tuy cơ ứng biến đi. Tân Huyền Khê nói ra, nếu là hắn cùng người đưa ra yêu cầu này, ngươi có thể phản kháng thì tận lực phản kháng. Tân Huyền Khê tự nhiên cũng không muốn ở thời điểm này để thân thể của nàng cùng Tống Diệp phát sinh quan hệ, dù sao nàng luôn cảm giác lúc này nàng không phải nàng. Tuy co ông biến sao, danh tư thần trong đầu lại là rất bồi rối. dù sao giữa nam nữ cái kia việc sự tình, nàng xác thực hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tống Diệp gặp Tần Huyền Khê một mực trầm mặc, đã là như thế hỏi. Không có gì, danh tư thần lấy lại tinh thần nói ra, Nhi đến một ít chuyện khác, tốt, ta đáp ứng giúp ngươi tìm tới hai người kia, vậy ngươi bây giờ có thể đi ra đi. Ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói, Tống Diệp còn nói thêm, vậy ngươi nói, danh tư thần nói ra, ta đã nói cho Tống Duyên, ngươi là mẹ của nàng. Tống Diệp nói ra, nguyên lai Tống Duyên cũng là người nữ nhi à, danh tư thần hướng tần huyền khê thần thức ngoài y muốn nói, mê mơ. Kỳ thật các ngươi còn có bao nhiêu đứa bé á, muốn không ngươi duy nhất một lần đều toàn nói cho ta biết đi. Danh tư thần nói ra, Ta cùng hắn sinh ba cái nữ nhi, con gái lớn Tống Duyên, nhị nữ nhi Tống Thiến, tiểu nữ nhi Tống Lộ. Tân Huyền Khê cũng chỉ có thể thành thật khai báo. Vậy ta phải nhớ kỹ tên của các nàng, dù sao con gái của ngươi kỳ thật, cũng coi là nữ nhi của ta đi. Danh tư thần nói ra, ngay sau đó, Tống Diệp lại cùng Tân Huyền Khê nói ra. Đương nhiên, ta còn không có nói cho nàng, ta là phụ thân nàng. Dù sao, Tống Duyên là người một tay nuôi nấng, cho nên tại nói cho nàng điểm ấy lúc, ta muốn trước lấy được ngươi cho phép. Ngươi để cho ta trước tiên nghĩ một chút, nhưng ở ta nghĩ rõ ràng trước đó ngươi tạm thời còn không thể cùng tống duyên nhận nhau danh tư thần nói ra đương nhiên đây cũng là tần huyền khê bảo nàng như vậy hồi phục tuy nhiên nàng không hiểu tần huyền khê vì sao không để bọn hắn cha và con gái nhận nhau vậy ngươi muốn bao lâu tống diệp hỏi ta không biết tân huyền khê ngươi đến cùng còn muốn trốn tránh tới khi nào tống diệp nhíu mày ta chỗ nào trốn tránh cái này không phải chúng ta lần trước đã nói tốt sự tình à? ta không động vào ngươi tống thiến ngươi không động vào ta tống duyên hiện tại ta đều bị bước không nói thì nhất định không cho phép cha con các người nhận nhau chỉ là con cần một quãng thời gian cân nhắc ngươi còn không biết xửng à Danh tư thần nói ra nàng cơ hồ là một chữ không lọt dập khuôn tần huyền khê đương nhiên trong giọng nói không thể học giống như đúc tốt vậy ta có thể đụng ngươi đi lần trước chúng ta trò chuyện cũng không còn nói ta không cho chạm vào ngươi tống diệp khóe miệng hơi hơi dương lên lập tức đi tới bên giường ngươi muốn đụng ta đụng ta chỗ nào á à? Danh tư thần tựa hồ vẫn không rõ tống diệp lời này ý tứ cẩn thận hắn là muốn cùng ngươi cái kia danh tư thần trong đầu lập tức xuất hiện tần huyền khê cảnh cáo thanh âm là nam nữ ở giữa cái kia danh tư thần khẩn trương hỏi không sai cũng là cái kia tần huyền khê ngữ khí nghiêm túc nói danh tư thần hai con người lập tức trợn tròn nhịp tin đập nhanh chóng không được à ta ứng phó không được cái này bạn chuẩn bị xem bị kẹt lại tân thủ mô lấy nữ ma đầu tập 657. lần trước tống diệp liền từng muốn cùng tần huyền khê thật tốt nói chuyện kết quả lại là huyên nào rất không thoải mái cho nên, hấp thụ lần trước giáo huấn, hắn vẫn cảm thấy, tại Tân Huyền Khê trước mặt, hắn đến kiên cường một chút, dù sao Tân Huyền Khê nữ nhân này là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, đó chính là cho điểm cứng rắn để cho. Năng ha ha, ngươi, ngươi muốn làm gì? Dinh tư thần lại là khẩn trương không được, thân thể hướng giữa giường co lại. Hai vợ chồng chúng ta lâu như vậy mới có thể trùng phùng, có phải hay không cái kia vui thích một phen? Tống Diệp nói đem nửa người trên cũng thò vào giữa giường. Hai người lập tức, dán vô cùng gần, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tiếng tin đập tống diệp phát giác được tần huyền khê dị thường khẩn trương khí tức có chút hỗn loạn trái tim càng là nhảy nhanh chóng tống diệp có chút không nghĩ ra năng cung hắn tuy nhiên luôn giận dỗi nhưng làm sao cũng là vợ chồng hai từ đều sinh ba cái nhưng hôm nay nàng vì sao sẽ còn biểu hiện như vậy khẩn trương danh tư thần trong đầu cũng bắt đầu hướng tần huyền khê kêu cứu ta bây giờ nên làm gì làm như thế nào cự tuyệt hắn nha hô người đem người bên ngoài đều hô tiến đến Tân Huyền Khê ra mưu hiền kề nói, nàng cũng không muốn ở thời điểm này để danh tư thần điều khiển thân thể của nàng đi cùng Tống Diệp phát sinh quan hệ. Như thế, nàng cũng chỉ có thể toàn bộ hành trình nhìn lấy, chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia trong đầu, thì rất không thoải mái. Tuy nhiên, đều là dùng thân thể của nàng, nhưng hưởng thụ thần thức lại không phải nàng, mà chính là danh tư thần, vậy liền cũng tương đương với biến thành người khác. Danh tư thần tiếp nhận Tần Huyền Khê đề nghị, lúc này kéo cổ họng ra lung ra bên ngoài hô người bên ngoài đều tiến đến nha mau vào có thể hô mấy cái cuống họng nhưng như cũ không có cái gì người xông đi vào cửa thậm chí ngay cả gõ cửa âm thanh đều không có vì chúng ta trò chuyện thuận tiện ta sớm tại cái này trong phòng bài kết giới mặc kệ chúng ta làm ra nhiều động tĩnh lớn người bên ngoài cũng là nghe không được tống diệp khẽ cười nói cho nên ngươi cũng không có gì có thể lo lắng không không được ta hôm nay không tiện danh tư thần mánh liền lắc đầu nói lúc này tống diệp nhìn lấy tần huyền khê mặt vẫn như cũ mỉm cười có thể ta không có cảm thấy ngươi có cái gì không tiện trong ngôn ngữ thân thể của hàn đã đè lên đừng a à? danh tư thần hai tay chống đỡ tống diệp lồng ngực thể nội nhất thời bắn ra cường đại bắt hủ chi lực ngưng tụ thành một cái màu trắng hậu thuẫn đem chính mình cuốn tại bên trong nàng tất nhiên là không đành lòng dùng bắt hủ chi lực đến thương tổn tống diệp cho nên liền là dùng loại này lực lượng đến giữ vững chính mình mặc dù là đổi cả đời đổi một cái thân thể nhưng nàng đối thân phận của mình nhận biết vẫn là thần danh thị thần nữ cho nên, nàng đến bảo hộ thánh khiết của mình, thân thể của nàng là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, cái này liên quan đến thần danh thị mặt mũi cùng tín ngưỡng. Có thể nói, bảo vệ mình thân thể phong tuyến cuối cùng đã thành nàng một loại bản năng. Nhưng vấn đề là, một thế này thân thể đều sinh ba đứa hai tử, cái gọi là thánh khiết sớm liền không có, nàng thủ vững dường như cũng mất ý nghĩa. Bất quá, nàng cảm thấy, nàng chỉ ít còn có thể thủ một thủ trên tinh thần. Phong tuyến cuối cùng, vạn nhất chính mình thể nghiệm một lần, ăn tủy mới biết vị khó có thể tự kiềm chế, vậy nhưng liền phiền toái. Mà lại, nàng đã từng ưa thích qua nam tử, cùng trước mắt cái này tống diệp, cơ hồ dài đến là giống như đúc, nếu là nàng đùa mà thành thật, thật coi hắn là thành hẳn cái kia nàng nhất định là sẽ càng lún càng sâu. Danh tư thần dùng bất hủ chi lực ngừng kết mà thành trắng thuẫn, tống diệp tất nhiên là có thể tùy tiện đánh tan, có thể nàng mãnh liệt như thế phản kháng, liền để cho hắn đình chỉ động tác trên tay. Nàng vì sao như thế kháng cự hắn? Lúc này Tống Diệp đương nhiên sẽ không nghĩ đến nương tử của hắn, thế mà lại là 300 vạn năm trước thần nữ chuyển thế. Thật xin lỗi, ta hôm nay thật vô cùng không tiện. Danh tư thần đen đầu đừng tới, không dám nhìn thẳng Tống Diệp. Tần huyền khế chết miệng một kẻ nói, người rất không cần phải cùng hắn nói xin lỗi, người bộ dáng này lộ ra cho chúng ta quá hèn mọn. Bởi vì ta xác thực làm không tốt bổn phận thế tử là lỗi của ta, về sau loại sự tình này vẫn là người tới đi. Danh tư thần nói ra, Tân Huyền Khê không nói chuyện, nàng ngược lại là nghĩ từ nàng đến nhưng ai gọi lúc này thân thể chủ khống quyền không ở trong tay nàng đây nếu là đổi nàng đến đến bầu không khí như thế này phía trên nàng đoán chừng đã là bổn môn đón chào mà tống diệp đối nàng tự nhiên cũng là quen cửa quen đường lúc này tống diệp nghe được tần huyền khê cùng hắn nói xin lỗi cũng là cảm thấy cổ quái rất hắn cảm giác nàng giống như giống như thay đổi một cái giống như tống diệp không khỏi lại dùng gió xét công cụ cha một chút thân phận của nàng mà trong đầu xuất hiện kết quả nói cho hắn biết nàng là tần huyền khê không thể nghi ngờ Chẳng lẽ tính tình của nàng thật thay đổi, không có việc gì, chúng ta về sau có nhiều thời gian, chờ ngươi thuận tiện lại nói. Tống Diệp nói xong chính là xuống giường. Tần huyền khê như thế khác thường quá cách phản kháng, đã để hắn bỏ đi tiếp tục đi vào đi xuống ý nghĩ. Tuy nhiên tần huyền khê xem như hắn hợp pháp nương tử, nhưng hắn cũng muốn tôn trọng nàng, không có ý định lại dùng huyền khống, đến bước bách nàng. Cái kia, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm người, tông thiến cùng tống nhan, ta sẽ lập tức mệnh lệnh thủ hạ đi giúp ngươi tìm. Danh tư thần nói ra, mê mơ hai người bọn họ như đến liên làm cho các nàng đến lưu vân điện gặp ta thì có thể tống diệp nói ra tốt danh tư thần nhẹ gật đầu lập tức tống diệp mở cửa đi ra ngoài mà lúc này tà hữu hai vị thừa tướng tống duyên cùng lục nhàn bọn người vẫn ở ngoài điện một bộ ăn dơ biểu lộ nhìn lấy hắn bởi vì trong điện bị bố kết giới các nàng căn bản trộm nghe không được tống diệp cùng tần huyền khê đối thoại có thể hai người nói cái lời nói đều muốn bố trì cái kết giới hiển nhiên là có một ít không thể gặp người thanh âm không muốn bị điện người bên ngoài nghe được Tả hưu hai vị nữ thừa tướng lúc này tưởng tượng đến một chút mười phần kích thích hình ảnh, nhưng nếu là đúng như các nàng suy nghĩ như vậy, nay thời gian có phải hay không cũng quá nhanh chút. Ta về trước Lưu Vân Điện, Tống Diệp chỉ cùng Tống Duyên nói một câu như vậy, chính là hướng Lưu Vân Điện phương hướng bay đi. Danh tư thần cảm giác được Tống Diệp sau khi rời đi, lúc này thở dài một hơi. Thế nhưng là Tống Diệp về sau khẳng định sẽ còn lại đến, Tân Huyền Khê cảm giác giống danh tư thần nữ nhân như vậy, ứng phó không được hẳn mấy lần, nàng đề nghi kỹ dự tính xấu nhất sau đó nàng cùng danh tư thần nói ra ta phải dạy dỗ ngươi hoán thể chi pháp thời điểm then chốt là có thể dùng tới cái gì hoán thể chi pháp danh tư thần hỏi ngươi khả năng còn không có phát hiện chúng ta bộ này thân thể là tiên ma đồng thể cùng hồn khác biệt thể tức là chúng ta nhưng thật ra là có hai bộ thân thể tần huyền khê nói ra một bộ tiên mạch thể cùng một bộ ma mạch thể cùng hồn khác biệt thể song tu thể chất như thế hiếm thấy Danh tư thần ngoài y muốn nói, nếu là lần sau, Tống Diệp cưỡng ép muốn ngươi, người đến lập tức hoán đổi đến tiên mạch thể, nhớ kỹ, điều này rất trọng yếu. Tân huyền khê ngữ khí nghiêm túc nói, vì cái gì à? Danh tư thần không hiểu, cái này đối ngươi cũng là tốt, dùng tiên mạch thể, ngươi cảm thụ sẽ còn khá hơn chút. Tân Huyền Khê nói ra, dù sao, Tân Huyền Khê tiên mạch thể đã rất có kinh nghiệm, đã từng đau đớn nàng đã giúp doanh tư thần đã nhận lấy, dạng này đau, doanh tư thần đã không cần lại trải qua một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng đến hoán đổi. Đến tiên mạch thể, bạn chuẩn bị xem bị kẹt lại tân thủ môn lấy nữ ma đầu tập 658, dùng tiên mạch thể cảm giác sẽ dễ chịu chút, ngươi là chỉ, chuyện này, doanh tư thần mặt lập tức biến đến đỏ bừng, không phải vậy ngươi cho rằng ta đang nói cái gì. Tân Huyền Khê nói ra, Tống diệt tiểu tử này rất lợi hại, Tuy nhiên ta cũng không muốn như vậy khen hắn, nàng vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, bọn hắn đêm thứ nhất, lên một tấm thật dày thật tâm bán giường đều làm đứt gai, mà danh tư thần nha đầu này đối chuyện này hiển nhiên là một tờ giấy trắng, mà tu thể lực cản lại như vậy lớn, nếu như dùng ma tu thể ra trận, đến lúc đó nàng nhưng là sẽ rất bị tội, cho nên, Tần Huyền Khê dạy danh tư thần hoán thể chi pháp cũng là vì nàng tốt. Đương nhiên, Tần Huyền Khê cũng có tư tâm của mình, dù sao, chính nàng đều không nỡ dùng ma tu thể, cũng không thể để danh tư thần giúp nàng cho dùng đi, ta đã hiểu. Danh tư thần dường như suy nghĩ minh bạch, người mà tu thể còn không có cùng tống diệp, phát sinh qua quan hệ, đúng không? Mê mơ, ta cùng hắn ba đứa hai tử đều là dùng tiên mạch thể hoài. Tần huyền khê thẳng thắn nói, tốt, ta hiểu được, vậy ngươi liền dạy ta làm sao đổi thể đi, phong ngừa chu đáo một chút cũng là tốt. Danh tư thần nói ra, sau đó, tần huyền khê chính là đem hoán thể chi pháp bí quyết nói cho danh tư thần. Danh tư thần học rất nhanh, thế nhưng là đang sử dụng quá trình bên trong, năng lại là phát hiện, chính mình căn bản không có cách nào thuận lợi hoán đổi đến tiên tu thể. Giống như không được, hoán đổi không được, ta là nơi nào sai lầm rồi sao? Danh tư thần hỏi, không sai nha, thể nội pháp môn vận chuyển đều bình thường, lý nên là có thể thành công hoán đổi. Tần Huyền Khê nói ra, trong lúc nhất thời, nàng cũng tìm không thấy vấn đề ở chỗ nào. Danh tư thần một phen suy tư về sau, chính là nói ra, ta có lẽ biết là nguyên nhân gì, ta chưa tỉnh lại, sẽ kích phát trong thân thể bất hủ chi lực, mà thần trí của ta vốn chính là dựa vào bất hủ chi lực mà tồn tại, bây giờ khả năng chỉ có ma tu thể bị kích. Hoàn lên bất hủ chi lực, cho nên ta liền không cách nào sử dụng tiên tu thể nếu thật là dạng này cũng có chút không ổn nha tân huyền khê nhíu chặt mi đầu dù sao tân huyền khê đối danh tư thần không phải rất có lòng tin nàng cảm giác nàng thủ không được nàng ma tu thể mà lại không chừng tương lai một ngày danh tư thần cũng thích tống diệp không chừng không đợi tống diệp cứng ép đòi lấy chính nàng thì chủ động ôm ấp yêu thương không thể không nói tống diệp xác cực đẹp trai đối với nữ nhân không nhỏ mị lực mà danh tư thần rất rõ ràng lại là một cái chim non, tại nam nữ tình yêu sự tình phía trên không có kinh nghiệm gì, nàng có thể trải qua chịu nổi tống diệp thế công. Đoán chừng qua không được mấy ngày, chính nàng liền chạy đi mở cổng thành dẫn tống diệp tiểu tử này tiến quân thần tốc. Dù sao, một tòa kiên cố thành trì, thông thường là bởi vì gia nội tặc mới có thể thất thủ. Người cũng không cần lo lắng quá mức, danh tư thần đột nhiên cùng tần huyền khê nói ra. Chỉ cần đem ta thân thể này tu vi tu luyện đến đỉnh phong đệ tam cảnh, ta liền có thể ngăn cản tống diệp đối thân thể của ngươi làm loạn. Nàng coi là chỉ cần tu vi của nàng có thể trở lại đỉnh phong đệ tam cảnh, liền có thể hoàn toàn cầm chắc lấy Tống Diệp. Đỉnh phong đệ tam cảnh, người biết tu luyện thế nào này cảnh? Tần Huyền Khê không khỏi huyết mạch phẫn trương khởi tới. Dù sao, nàng thực chất bên trong đầu vẫn là hết sức mê luyến cường đại lực lượng, mà lại qua nhiều năm như vậy, đối với Tống Diệp dưới hông chi nhục nàng thủy chung là canh cánh trong lòng nếu là nàng thật có thể luyện thành đỉnh phong đệ tam cảnh về sau sẽ cùng tống diệp nhục thân đọ sức nàng liền có thể ở vào thượng vị hơn nữa còn có thể chủ đạo toàn bộ quá trình đây chính là nàng nằm mộng cũng nhớ nén thử hoàn toàn mới thể nghiệm mê mờ đây chỉ cần là chảy có thần danh thị huyết đều có thể tu luyện đỉnh phong đệ tam cảnh danh tư thần nói ra ta bất hủ chi lực thức tỉnh lúc cũng kích hoạt lên thể nội thần danh thị nhất tộc huyết dịch cho nên chúng ta là có thể luyện cái này đỉnh phong đệ tam cảnh thái cổ vô thượng thiên huyền cảnh thái cổ vô thượng thiên huyền cảnh tân huyền khê không khỏi theo đọc một lần nàng hoảng hốt cảm giác mấy chữ này chính là ẩn chứa một loại cực mạnh lực lượng dù sao cái này nhưng là chân chính giới này đỉnh phong lực lượng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới loại này lực lượng sẽ giống bây giờ như vậy cơ hồ là dễ như trở bàn tay bắt quá lúc này tân huyền khê trong lòng cũng sinh ra một vấn đề người vừa nói chỉ có người mang thần danh thị huyết mới có thể tu luyện đỉnh phong đệ tam cảnh vậy ta ba cái nữ nhi các nàng có thể hay không tu luyện loại cảnh giới này không thể danh tư thần lắc đầu nói ra Vừa mới ta liền là nói qua, ta thức tỉnh lúc, chúng ta thể nội thần thắng một tộc huyết mới bị kích hoạt, cho nên người trước kia sở sinh hạ hài tử là không có kế thừa thần thắng một tộc huyết, chỉ có. Chỉ có sau ngày hôm nay, người mang thai hài tử mới có thể kế thừa loại này huyết dịch, hơn nữa còn phải là dùng bộ này ma tu thể đi hoài. Hả? Thì ra là thế tân huyền khê nhẹ gật đầu có thể lúc này tân huyền khê không khỏi đang nghĩ danh tư thần vừa không lâu cùng nàng nói qua các nàng thần danh thị bị ngũ tộc phản bội đã gần đến bị diệt tộc cái kia nàng có thể hay không đã là cái cuối cùng thần danh thị tộc nhân cái kia danh tư thần vì kéo dài thần danh thị nhất tộc có biết dùng hay không nàng mà tu thể đi cùng tống diệp phát sinh quan hệ sau đó sinh cái này đến cái khác vì minh thị tộc kéo dài cùng phồn vinh nàng không trừng thực sẽ không thèm đến xỉa không thể không phòng á. lúc này vương hư cấm vực Vương Hư Cấm Vực chính là huyền danh Đại Lục mũ Đại Cấm Vực một trong, cũng được xưng là Tử Vong Chi Vực bởi vì truyền ngôn, Vương Hư Cấm Vực cuối cùng chính là thông hướng địa ngục. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua Vương Hư Cấm Vực cuối cùng, mà nỗ lực đến cuối người, cuối cùng đều không có còn sống rời đi Vương Hư Cấm Vực. Giờ phút này, Hào Khâm tự dĩnh cùng ra các dương bọn người chính là đi vào Vương Hư Cấm Vực. Hào Khâm tự dĩnh trong tay dẫn theo một chiếc màu trắng lồng trúc đèn. Vương Hư Cấm Vực, sương mù trùng điệp mà lại ngăn cách thần thức thăm dò không có cái này ngọn lồng trúc đen chỉ dẫn rất khó tìm đến chính xác đường mà lại vương hư cấm vực bên trong ẩn núp lấy rất nhiều cao dài hung thú vì để tránh cho kinh động bọn chúng hao khâm tự dĩ một đoàn người cũng không dám tùy tiện động dùng pháp lực đi nhanh chỉ là chậm rãi đi bộ bọn hắn một hàng năm người tại vương hư cấm vực bên trong trọn vẹn đi từ từ gần một canh giờ sau đó phía trước xuất hiện một đầu không nhìn thấy cuối sông lớn trên mặt sông tung bay một cái thuyền nhỏ, trên thuyền có hai bóng người, hai người đều là ngồi tại trong thuyền, một cái là tóc trắng xóa lưng còng lão nhân, cầm trong tay mái chèo, hắn hẳn là thuyền phu, một người khác mang theo mũ rộng, vanh, trong tay dẫn theo một cái cần câu, ngay tại thả câu, hao khâm tự dĩnh hướng thuyền phương hướng hô, thuyền phu, chúng ta muốn qua sông, hôm nay thuyền này bị người bao hết, không giúp được các người qua sông, các người từ đâu tới chính là chạy về chỗ đó đi, lão thuyền phu cũng không ngẩng đầu lên nói. Hao Khâm tự dĩnh lúc này đem trong tay phải nào đó cái vật kiện vứt cho thuyền kia phu, thuyền phu đem tiếp được nhìn thoáng qua về sau, chính là đem thuyền nhích lại gần, lập tức cùng Hao Khâm tự dĩnh nói ra, cái này thuyền nhỏ còn có thể lại ngồi hai người, các người chọn hai người lên thuyền, những người còn lại chính là chờ tại đây đi. Ngay sau đó, Hao Khâm tự dĩnh chính là quyết định, từ nàng và gia các dương hai người lên thuyền, phương ngữ nghiên, mục tiêu giao cùng thư tử nhu ba người thì là tại nguyên chỗ chờ.